Trần Thiện xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, người Canadian có thói quen dọn dẹp và sửa sang nhà cửa vào những ngày đầu xuân. Và hôm nay, vào những ngày cuối đông và để sẵn sàng cho ngày mùa xuân, thì chúng tôi xin mời quý vị tham dự G-Day Home Show được tổ chức ở International Center. Nơi đây, quý vị có thể tìm hiểu cách sửa sang và mua sắm các loại vật dụng cho nhà cửa. Thưa quý vị, đây là cuộc triển lãm GTA Home Show đầu tiên với hơn 250 gian hàng trưng bày các vật dụng trong nhà. Và đặc biệt là khi người tham dự bước vào trong cuộc triển lãm thì họ sẽ đi qua khu vực trưng bày các trang trí nội thất với nhiều phong cách khác nhau của các nhiều nhà triển lãm. Và các giá thành của chúng được rất là khác nhau từ 5.000 cho tới cả 18.000. Thì đặc biệt là khi mà chúng tôi đi ngang qua cái khu vực triển lãm này thì đây là một cái thiết kế đặc biệt dựa theo gọi là Games of Thrones, thì người tham dự sẽ được thấy các cách trình bày giống như là cái bàn ngồi của người vua. Cái theme của cái triển lãm này đó là ngày đám cưới, Royal Wedding. Thì giá thành của cái phần triển lãm này thì tốn tất cả là khoảng 15.000 cho đến 18.000 đồng da kim. Những cái bàn ghế đây, người design đã bỏ rất là nhiều tâm trí vào trong cái design, những cái lông thú hoặc là những cây kiếm. Và đặc biệt cái bàn, đây là những vật dụng mới nhưng mà người thiết kế đã làm cho nó một cách rất là cũ. Thưa quý vị, thì tại cuộc triển lãm thì nếu mà người tham dự có thích một những cái phần thiết kế ở cuộc triển lãm thì họ có thể mướn cái người thiết kế của cái design này lại nhà mình, họ sẽ design cho mình. Hoặc nếu mà mình không có nhiều tiền thì mình có thể tự chụp một tấm hình những cái design rồi mình sẽ về nhà mình tự sắm đồ và mình tự sẽ làm cái thiết kế của mình. Hiện giờ chúng tôi đang có mặt ở khu vực triển lãm của gian hàng của Walmart Canada. Thì có quý vị nào có ý tưởng muốn làm một cái khu vực của cái vườn của nhà mình thì đây là một cái ý tưởng để mà chúng ta có thể làm theo. Thì đây là cái khu mình có thể ngồi ở ngoài trời, và đằng bên đây là có một cái gọi là gazebo, thì mình có thể có cái nóc để mình ngồi trong tránh ánh nắng. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở khu vực triển lãm các vật dụng trong nhà. Thì đặc biệt chúng tôi đang ở một gian hàng đặc biệt gọi là Smart Home, thì chuyên design cho những cái nhà có diện tích rất là nhỏ. Thì như đây là chúng ta có thể thấy đây là một cái bàn làm việc, thì đến tối thì chúng ta có thể kéo ra thành một cái bàn, một cái giường ngủ. Và cũng như khi mình ngủ xong vậy buổi sáng vậy, thì đây là chúng ta có thể chỉ cần đóng lại một cái là thành ra cái bàn làm việc của chúng ta.
Thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi dừng ở gian hàng cửa screen door. Thì cho những nhà nào, những cái cửa ngày trước thì họ có nguyên cái frame, còn đặc biệt cái cửa ở đây thì không có frame, thì chúng ta có thể đẩy vô. Nó sẽ tự roll vào trong cái tường, trong cái bên cạnh tường, và mình có thể kéo ra rất là dễ dàng. Và đặc biệt là khi mà quý vị cũng biết là có những cái accident khi mà mình đi mà mình không để ý, mình sẽ đi vào trong cái door, nhưng mà cái cửa đặc biệt là mình có thể đi đụng mà không ấy. Và đặc biệt là cái lưới này làm đặc biệt là khi mà bị đâm lủng á, nó không bị hư mà nó tự sửa lại. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở khu vực bán các vật dụng gia dụng cho trong nhà, chẳng hạn như là những máy móc, đồ điện tử, những cái máy hút bụi, những cái máy massage, những cái nồi niêu son chảo. Quý vị có thể mua rất nhiều thứ ở đây. Thưa quý vị, thì nếu quý vị còn nhớ thì vào mùa hè năm 2013 thì khu vực GTA chúng ta bị lũ lụt, một trận lũ lụt rất là nặng, thì đã làm hư hại rất là nhiều nhà. Thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở một cái bàn triển lãm, họ chuyên môn gắn gọi là bắt cặp vào. Bắt cặp vào là sao? Là khi nước ở trong đường ống cống nó bị dội ngược lên và tràn vào nhà mình, làm cho hư hết đồ đạc trong nhà. Thì nếu mà chúng ta gắn cái bắt cặp vào này thì nước nó chỉ chảy đi một chiều thôi, nó không thể nào chảy ngược lên nhà mình được. Và ở gian hàng này thì người Trần Thiện có nói chuyện với người chủ của cái business này á, thì ông có nói là như theo thông tin của ông nói á, thì muốn gắn một cái dàn bắt cặp vào này cỡ 2.800 đồng. Nhưng mà nếu mà những người nhà nào mà ở khu vực 416 thì có thể được nhà nước cho lại cỡ 1.200 đồng, thì chúng ta chỉ có trả cỡ 1.600 đồng cho mỗi cái bắt cặp vào. Và đặc biệt, thưa quý vị, đặc biệt là nếu mà khi quý vị gọi vào ông chủ, gọi vào cái business này và mention và nói là tên là, và nói là có là khán giả của SBTN Canada và đã gặp ở cái home show, thì ông chủ sẽ cho thêm 10% discount nữa, thì chúng ta có thể bớt được thêm cỡ 280 đồng cho mỗi lần install. Và thưa quý vị, thì cái bắt cặp vào này có lợi là sẽ bảo vệ đồ đạc của mình, cũng như đặc biệt là hãng bảo hiểm, khi mà mình có cái bắt cặp vào này thì khi có gắn cái bắt cặp vào này thì chúng ta sẽ được từ 5%, có những hãng cho mình 5% discount cho đến 10% discount khi có bắt cặp vào. Bây giờ chúng tôi đang có mặt ở một khu vực rất là đặc biệt, một cái gian hàng rất là đặc biệt. Đó là, nếu quý vị có coi TV show thì đây là cái gian hàng của The Property Brother. Thì hiện giờ Property Brother đang tìm kiếm những cái người gia đình nào, người Việt muốn mua nhà hoặc muốn sửa nhà, muốn lên được TV show của họ, thì có thể liên lạc họ qua địa chỉ email ở dưới đây. Thì quý vị có thể liên lạc họ và có thể có cơ hội để lên TV. Bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở khu vực triển lãm các trang trí cho bắt gia cũng như các vật dụng cho bắt gia. Thì bên cạnh Trần Thiện đây thì quý vị có thấy một cái hòn non bộ để chúng ta có thể làm ở bắt gia nhà mình. Quý vị, thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở khu vực culinary area. Thì đây là có những cái cooking show, người tham dự sẽ có thể được thử các món ăn sau khi đã học cách nấu nướng. Đó là những hình chúng tôi ghi lại được từ GTA Home Show. Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết qua địa chỉ website gtahomeshow.com. Trần Thiện, tường trình từ International Center, Mississauga. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.